cách khước từ điều dạy dỗ của Chúa, cho nên Adam và Eva đã phạm tội cùng Chúa. Và vì con người là nhân tố chính ở trong cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, cho nên nếu con người tốt thì chúng ta sẽ có một sự tương giao với Đức Chúa Trời một cách mật thiết. Nếu chúng ta có những điều tốt đẹp mà chúng ta không đi khỏi, không đi ngược lại với cái sự dạy dỗ của Chúa, thì chúng ta sẽ trở nên có một sự hòa thuận và cuộc sống của chúng ta không bao giờ khổ cực. Nhưng bởi vì Adam và Eva đã phạm tội đó, cho nên Adam và Eva đã đem tội lỗi vào ở trong trần thế này, và Adam và Eva đã là nguyên nhân của sự rủa xả, cho nên tập lê và gai góc đã sinh ra, đã nảy mầm. Thay vì những trái ngọt của vườn Ê-đen, các ông bà anh chị em và tôi cũng đã theo tổ phụ của mình đã bị đuổi ra khỏi cái sự liên kết với Đức Chúa Trời, cho nên cuộc đời của chúng ta càng ngày càng khổ. Cuộc đời của chúng ta là những chuỗi ngày đau khổ, 36.000 ngày là mấy. Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Nguyễn Công Trứ đã nói lên một điều rằng cuộc đời của con người chúng ta không có một cái gì là vui vẻ hết. Thọt sinh ra thì đà thóc chế, trần có vui sao chẳng cười khỉ. Trần này không vui cho nên những đứa trẻ sinh ra phải khóc. Đây là một cái cách hành văn, đây là một cái gì đó người ta muốn nói lên ở trong cái tư tưởng của con người. Nếu về khoa học, nếu về y học, có thể nó không đúng, nhưng đó muốn nói với chúng ta một điều rằng trần gian này là bể khổ. Và bởi vì chúng ta đã bị đuổi ra khỏi cái sự liên kết của Đức Chúa Trời, cho nên thay vì sự ngọt ngào, chúng ta nhận lấy sự cay đắng, sự sung sướng, chúng ta sẽ có sự khổ cực, sự đầy đủ và no ấm, chúng ta sẽ có những sự thiếu thốn, hạnh phúc, thay vào trong đó là đau khổ, bị chia ly, bị ruồng bỏ. Và thưa quý ông bà, anh chị em, nhưng tất cả những điều đó nó sẽ trở lại khi chúng ta nối kết lại với Chúa Giêsu của chúng ta, là nguồn của sự sống, là nguồn của sự bình an, là nguồn của chân lý, và là nguồn từ nơi Thượng Đế của chúng ta là Đức Chúa Trời của chúng ta mà đến. Nếu quý ông bà, anh chị em và tôi ở trong cái lăng kính của tình thương yêu của Chúa đó, thì Chúa hứa với chúng ta gì? Hãy trung tín cho đến chết, thế ta sẽ ban cho các ngươi mão triều thiên của sự sống. Đáng lý ra mão triều thiên của sự sống đó là mão triều thiên của Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã ban cho chúng ta, và Ngài đã chịu gánh lấy cái cực hình đó, Ngài đổ trên đầu của Ngài mão gai, để rồi chúng ta có mão triều thiên, chúng ta trở nên là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Trong vườn Gethsemane, Chúa đã cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Chúa mồ hôi ra như giọt máu. Chúa cầu nguyện và có một điều Chúa nói như thế này: lạy Cha, xin tất chén này khỏi con. Một cái chén thảnh nộ mà Đức Chúa Trời đã phải chén ở trên loài người, một cái chén thảnh nộ mà những tội nhân, những con người như chúng ta đáng phải lãnh. Nhưng Chúa Giêsu đã chấp hết tất cả mọi tội lỗi đó ở trên vai Ngài. Một sự nhơ nhớp đó, một sự đau khổ đó mà Chúa khinh tởm cái thảnh nộ mà Đức Chúa Trời giáng cho con người đó, thật là kinh khủng đến mức độ mà Chúa Giêsu phải thốt lên rằng: nếu có thể được, xin hãy cất chén này khỏi con, nhưng không bởi ý con mà bởi ý Cha. Và rồi Chúa Giêsu đã thuận phục Cha của mình là Đức Chúa Trời toàn năng đó, và đã chịu đồ mão gai ở trên đầu của Ngài để thay thế cái chỗ cho quý ông bà, anh chị em và chính mình tôi. Và Ngài đã giáng tay trên thập tự giá để bày tỏ tình thương của Chúa, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Thưa quý ông bà, anh chị em, không một tình thương nào có thể sánh bằng tình thương của Chúa, không một tình thương nào có thể bày tỏ được, bởi vì Chúa Ngài muốn ban cho
chị em và tôi chết mất thì chúng ta được gì? Nhưng Ngài đã đem hết tất cả mọi sự mà Ngài ban cho chúng ta, Ngài đem tất cả sự giàu có của Chúa Giêsu ban cho chúng ta để rồi Chúa nhận lãnh sự nghèo khổ, sự nhọc nhằn, sự đau khổ, và Chúa nói gì? Con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ cúi đầu. Ngài muốn dạy dỗ chúng ta những điều của thiên đàng, và Ngài muốn đem thiên đàng để ban cho mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Và Chúa phải gánh hết tất cả những sự cực hình ở trên vai của Ngài, ở trên đời sống của Ngài. Và Ngài nói như thế nào? Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban quyền phép trở nên con cái của Ngài, là ban cho những kẻ tin danh của Ngài. Buổi tối hôm nay, qua những giờ phút chúng ta lắng nghe những bài hát, cũng như giờ phút chúng ta nghe những điệu nhạc, chúng ta thấy những cái điệu vũ, nhưng tất cả chung quy lại, chúng ta muốn ca ngợi tình thương của Chúa, cũng bày tỏ cho mỗi quý ông bà anh chị em thấy được rằng Chúa độ chiếc mão gai vì quý ông bà anh chị em và tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải lắng nghe một bài hát do cô Hoàng Anh hát cho chúng ta. Chúa bỏ tình yêu Chúa.
Hứa nguyện trước mặt Ngài buổi tối hôm nay, bởi vì Chúa
những con cái yêu dấu của Chúa đã đặt niềm tin ở trong Chúa. Con muốn hứa với Chúa rằng con sẽ hầu vì Chúa và sẽ tận trung ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài. Xin chúng ta hãy giơ bàn tay của mình như một lời hứa nguyện với Chúa rằng con sẽ trung tín với Chúa cho đến cuối cuộc đời của con. Xin chúng ta cùng giơ bàn tay của mình lên và chúng tôi sẽ cầu nguyện với các bà anh chị em. Tất cả các con cái của Chúa trong thời giờ này, tôi mong mỏi rằng chúng ta giơ bàn tay của mình lên để hứa nguyện với Chúa rằng chúng ta sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa từ đây cho đến ngày Chúa trở lại. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Tôi xin mời mục sư chủ tọa Phan Công Văn đến đây để cầu nguyện cho hội thánh. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, và đáng yêu thương chúng con, đáng đã không tiếc chúng con một của Ngài, sau này vì hết thảy chúng con mà ban công lấy chồng, và thậm chí con nói là chết thì tự giá, đã đổi bỏ gai để thay chúng con. Không lẽ chúng con phải chịu chết vì tội lỗi của mình, nhưng mà Ngài đã chết thay. Ôi ơn yêu thương của Chúa, chúng con không thể nào giữ nổi, chúng con chỉ cúi đầu cúi lòng mà cảm ơn Chúa. Hứa nguyện với rằng, Chúa ơi, con xin tận trung với Chúa, con xin hầu Chúa, theo Chúa cho trọn bước đường đời của chúng con trên trần gian này. Con lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng của chúng con, xin Ngài cho chúng con có tấm lòng can đảm hướng về Chúa. Xin với Chúa, hứa với Chúa những điều phước hạnh mà Chúa dạy chúng con buổi tối hôm nay. Với lời Chúa, chúng con nhân danh Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh, xin cứ ban phước và phổ tất cả anh em chúng con có mặt tại đây. Xin Đức Chúa Trời ba ngôi chiếu sáng bằng Ngài cho chúng con và làm ơn đến chúng con. Là hiện Đức Chúa Trời qua ngôi đó xem chúng con và ban bình an cho chúng con từ nay đến ngày Chúa con trở lại.